Sở Tụng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Báo Vồ Hiêu chất liệu gỗ xá xị. Tác phẩm này có mã là 589, có kích thước cao 47, ngang 1m31 và sâu 40. Hàng liền khối và rất là đặc gỗ, đục ra tác phẩm rồi nặng 32,5kg. Tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ xá xị. Gỗ xá xị là một loài gỗ quý, được ví như một báu vật của rừng, nên đây là một đối tượng rất là săn tìm của những người sành chơi đồ gỗ. Vân gỗ xá xị rất đẹp và mịn, đều với màu đỏ sẫm rất là ấn tượng. Ngoài ra thì ở một số vùng rừng núi thì vân gỗ có màu vàng nhạt xám pha chút sắc xanh rất là đẹp. Gỗ xá xị có tiết ra một mùi thơm rất là dễ chịu. Tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ xá xị hay còn gọi là gù hương, liền khối và rất là đặc gỗ. Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét, rất đẹp và độc đáo đúng không ạ? Một tác phẩm thể hiện sự uy quyền của gia chủ, Báo Vồ Hiêu Sao. Báo là một động vật ăn thịt, nhưng trong văn hóa tượng gỗ, trong thế giới tượng gỗ thì báo lại là một trong những tác phẩm được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Báo thể hiện uy quyền, sức mạnh và bảo vệ cho gia chủ. Ngoài ra thì báo còn đem đến sự may mắn. Tác phẩm này hay còn gọi là sinh tồn, với ý nghĩa rất là sâu xa, sinh tồn ở trong thế giới, rất là đẹp đúng không ạ? Một tác phẩm đục rất đẹp và sắc nét, rất độc đáo luôn ạ. Các bác quan tâm đến tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm, hoặc nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Đây là mặt sau của tác phẩm, là phần lỗ xà đanh của gỗ các bác nhé. Sau đây sẽ là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác xem qua. Cảm ơn các bác rất nhiều.